để đẩy nhanh tiến độ làm căn cước công dân, phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội PC06 công an thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào hoạt động hai xe lưu động làm thẻ căn cước công dân. Đây là xe ô tô loại 30 chỗ ngồi được tháo các băng ghế, lắp đặt các máy móc chuyên dùng để cấp căn cước công dân như máy vi tính, máy quét vân tay, máy ảnh, đèn, phông chụp ảnh, ghế chờ. Ghi nhận vào sáng ngày 19 tháng 3 tại trụ sở khu phố 4, phường Linh Xuân, xe làm căn cước công dân lưu động đã có mặt tại đây và phục vụ cấp đổi căn cước công dân cho gần 100 người dân, đa số là người lớn tuổi. Tiện ít nhiều chứ, bây giờ tôi đi hai chỗ rồi, ra quận rồi, ra ngoài phường Linh Xuân rồi làm không được. Tôi ngoài 60 tuổi rồi, là nó ưu tiên cho 5 người. 5 người ngoài 60 tuổi thì tôi không biết, 60 tuổi là 60 tuổi hay 90 mấy tuổi không biết. Cho nên tôi đi tiệm xe này, tôi gặp ông bộ. Tôi hỏi thì có người ta chỉ hướng dẫn tôi là nay tôi rất dễ dàng mà thoải mái lắm. Thời gian hoạt động từ 7 giờ đến 22 giờ tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ. Trước mắt công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ cấp cho nhân khẩu có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, sau khi hoàn thành sẽ cấp cho nhân khẩu tạm trú, ưu tiên là những người lớn tuổi, người tàn tật và những người công dân từ 14 tuổi cấp thẻ lần đầu. Quy trình cấp căn cước công dân gắn chip điện tử khá đơn giản, nhanh chóng nhờ tích hợp dữ liệu thông tin dân cư. Thời gian trả thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử là sau 7 ngày hoặc 15 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ, tùy theo trường hợp cấp mới, đổi hoặc cấp lại do bị mất. Thì mình chỉ cần thay vì một lần tôi đi nè, chứng minh nhân dân nè, hộ khẩu nè, rồi photo nè, công chứng nè, mà cũng ba bốn cái mà cũng có cái hộ khẩu. Rồi chứng minh nhân dân cầm theo, giấy chánh cũng phải có photo. Rồi đóng ngọc, tích lại phiền hà. Mà nhiều khi cái hộ khẩu mình kẹt làm gì ở quận chưa cầm gì được thì tất cả giao dịch của phường không thể nào làm được gì hết. Hy vọng là nó tích hợp đơn giản, xài đơn giản hơn, dễ hơn. Có thể là sau này nó tích hợp được thì mình có thể xài cái này mà đi đâu cũng được, dễ hơn. Hồi xưa phải đem giấy tờ ra nhiều. Nhất là người lớn tuổi mà cầm nhiều giấy tờ làm nguy hiểm sợ mất. Hiện tại thành phố Hồ Chí Minh đã có 91 trạm nhận thu hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip.